cho thiếu nhi dành cho các giáo viên dạy tiếng Anh ở các trường tiểu học, giảng viên các trường sư phạm và các chuyên viên tiếng Anh của các sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành đã được khai giảng tại trung tâm CIMEL thuộc Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á. Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 5 tháng 3 năm 2010 do tiến sĩ Joan Shin và tiến sĩ Jody Crandall là các giáo sư chuyên ngành dạy tiếng Anh cho thiếu nhi của trường đại học Maryland, Hoa Kỳ giảng dạy. Tôi đã nhiều lần sang Việt Nam để tìm hiểu và tư vấn về giảng dạy môn ngoại ngữ ở trường học. Có thể nói, phong trào học ngoại ngữ ở Việt Nam rất phát triển. Tuy nhiên, với số lượng học sinh quá đông trong một lớp học, thì việc giảng dạy sẽ rất khó khăn. Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ tại các trường phổ thông cũng khá cũ, thiếu tính thu hút, hấp dẫn. Đồng thời, bản thân các giáo viên cũng ít có điều kiện tiếp xúc với người nước ngoài để nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng phát âm chuẩn. Với khóa học này, các giảng viên sẽ đưa ra những phương pháp mới theo nguyên tắc làm thế nào để tất cả học sinh đều có điều kiện cùng tham gia và hòa nhập vào môn học. Theo đó, môn ngoại ngữ đối với các em học sinh phổ thông không thể áp dụng cách giáo viên giảng theo giáo trình, học sinh ghi nhớ mà phải luôn được thay đổi, kết hợp nhiều hoạt động khác như hát, múa, kể chuyện, diễn kịch, thảo luận. Từ ngày 27 tháng 2 đến